Chào cả nhà buổi trưa. Chào cả nhà. 2:30 nha cả nhà. 2:30 hả? 2:30 nhưng mà bữa nay không có nắng, bữa nay nhiệt độ khoảng tầm chừng. Chào cả nhà. 29-30 độ rồi. Chú Út ở bên An Giang qua rồi nha cả nhà. Ai mà nhớ thương gì chú Út đó thì đây nè. Mấy chị vậy, mấy vậy bắt nó hiệu quả đi chứ. Dạ. Này đẹp trai à. Đẹp trắng mà. Không mà hổng buồn xù vậy. Vì mình lặn lòng lòng với cái gốc lục bình mình mò chứ hả? Ừ, mình mò cái lau kiến. Kiến lau kiến chứ. Vậy làm gì đi bịt hụ gì làm sao mà lên thở. Cái hàng kêu ha là bà bạn thèm cá lau kiến, bạn hả? Bà bạn bác. Cái gì cũng nói thừa con Út rồi. Phải vậy không có chú Út. Vậy là anh Sáu thèm cá lau kiến phải không? Cá lau kiến. Không có chú Út ở đây là không ai nói lời công bằng cho con được. Ê trời ơi, làm gì ăn nhím cái gì lắm vậy. Chú lục bình này đây hả? Bà. Lý rồi ta. Mình bên này bắt cá lau kiến nhiều. Mấy đợt trước mình bắt con lục bình không ạ? Anh em chơi lục bình nữa đi. Lâu lắm rồi không có bắt cá lau kiến bằng tay cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm lại hụt hang bắt cá lau kiến. Cả nhà nhìn đi, một cái địa hình ở đây là nó dày đặc lục bình hết trơn luôn. Để coi thử thách cho ba với chú Út với anh Nguyễn sẽ làm như thế nào để bắt được nha. Xuống thôi. Lọt nón đi bạn ơi. Cái này chào cả nhà, lọt nón bây giờ lọt nón luôn rồi. Hơi đầu tiên. Hai đầu tiên nha. Đâu ở quận Nguyễn đâu ấy? Lặn rồi. Người thức dậy ở đâu? Ủa lộn rồi cái gì rồi ngồi lên ở đâu? Cái gì vậy? Nguyễn nói đóng tiếng vậy? Có ai? Có không? Hả? Chưa. Bây giờ làm gì nè, quê cho cá vô, tôi bắt thử quá. Động chút cho nó vô hang ha, có hang không? Có chứ. Đây cái bao rồi sao? Có hang rồi, có được. Địa hình bên đây là ông Sáu không có rành bằng Út chứ anh Nguyện. Dài lên giờ trước bạn ơi. Chú Út kêu gì kìa Nguyện. Gì không? Dài lên trước nè, tôi dọn cho bạn ăn dễ thấy. Dạ lên đây nè. Hai người đi hai hướng rồi sao biết đường đâu. Quá trời lục bình. Người ta chưa cắt tới đây. Bắt biết lục bình nó tốt à. Đầu hang đầu tiên coi. Chú khai trương nè. Mẹ bao nè, có sẵn nè. Nước nhẹ cho nên là mình phải lặn. Lặn không à, quá nước. Có rồi kìa. Không có rồi. À. Hang không có. Đúng không? Không. Hang trong đống đất kìa. Hang đống đất. Nước nhiều. Hả? Gì vậy đây chứ? Hả? Đây là lục bình quá, nó bu ra lục bình ta, nó không vô hang ta. Độ dài nó có hang không? Là dài cái giỏ đi. Không có hang mà không có. Hang ngoài, hang ngoài đâu mới có nhiều quá nha. Đâu? Hang ngoài đó nhắm cá bự đó, con kiến bự đó.
đậm mà. À, không có. Gì vậy? Đâu? Cái gì không có chạy? Hầm bên kia trên đất có mò nãy không? Không có không? Hầm bên kia đó đó. Mình trên mò thử đi. Kiếm chỗ nào đi. Mình cứ cái lại hào cái đục bình bự. Không có con nào luôn hả? Không có, ở con này mình đổi đi điểm thôi. Nhìn mò không có rồi, không chạy. Ngớp quá, ngớp Nguyễn ơi, quăng chạy nó. Lục bình quá là nó chỉ như nó rút ra lục bình á. Nó vô hen. Cái này do lục bình rẻ cho nên mọi người người ta ít cắt đó cả nhà. Chứ mấy bữa mà có giá người ta cắt chứ. Mò nãy giờ không có rồi cả nhà, rất giờ anh Nguyễn anh chỉ lấy chạy anh chạy luôn rồi. Trong hang không có cá. Chữ à. Sao giờ rồi? Ngoài kia đâm không? Sâu dữ lắm hay vậy? Sâu chứ, dữ lắm, sâu luôn. Nó ngớp cứ khô ngoài dữ thôi. Nó mất gốc rồi bạn. Út đang nghĩ điều con nghĩ. Tim bựng bựng ra kìa. Cái người trai không sợ mà sợ cái mắt gốc. Cái người đứng người đó không sợ mắt gốc. Đó. Kìa, nó kìa. Trời hai em. Đóng đóng á. Dễ lục bình quá. Dễ lục bình quá trời. Thì đi đâu hả? Được mấy em? Ừ. Bự. Đúng rồi. Để mấy cái cọng, mấy cái cọng còn. Ồ, cá lồ khiến nó bự. Lâu năm. Cá lồ khiến này nó thịt nó dai. Ông hỏi nó lý do tại sao nó không ở trong hang à? Hỏi nó coi sao nó không ở trong hang. Nó ngoài kia mát hơn. Bạn bên này bạn chơi tôi đó nghe. Ồ, cá lồ khiến bự gì cả nhà. Mọi okay. Hang mấy bạn không ở nha, để tôi chạy nha, đi dính. Có hai con không? Còn nó dị quá. Dừng từ không có gì cho Dương ơi, hai con hai cá lồ kiến à. Sao nó không ở hang rồi, tính mò mò. Mò không có. Vậy nữa không à? Lại lỗ chứ. Cái lỗ nó ngốc quá kìa. Nó nói tại vì lục bình quá cho nên tôi ở vậy. Ở đây nó có ngốc nè mà nhỏ xíu. Từ sáng giờ chặt được nhiêu bó rồi? Quá hay. Qua trời lục bình. Qua là cái lỗ chỗ cái vô đó có bầy lục. Dài thứ hai. Tài ơi, ông Sáu ơi. Chưa có gì chưa thấy rau chi vậy? Rau này nấu con chua im lắm. Con chai nó con chua vậy? Giòn dữ lắm. Mà công nhận đây rau chai bự không à? À, con cái chai này cá cho mà thấy nha. Hay quá anh ơi. Quá đẹp. Vừa cái lỗ luôn.
Ông Nguyễn vừa báo cho, báo cho Út một tin buồn. Có anh Nguyễn. Ủa, quá trời luôn rồi kìa mọi người ơi. Anh Nguyễn anh im gu luôn, anh sắp ra không nổi luôn rồi kìa. Bận quá trời. Đỏ nó chín. Ôi, cái bao mình, cái bao cá đâu. Hai con nữa. Ủa, thấy nhiều dữ lắm mà. Sao bữa nay thời tiết u ám, mình cũng u ám quá vậy? Mình thấy được có hai con, hai con. Mà cá con nào cũng lấy xứng đáng đồng tiền. Để dũng gì nữa. Trời ơi, hình như có hai con thiệt. Quá trời, để lục bình. Rẻ nhiều quá. Đây không phải lột chóc. Nhìn thấy nặng ì tưởng đâu dữ lắm rồi hả? Ừ. Về giá không nổi chứ lục bình. Lục bình không mà ba có hai con à? Hai cá. Đỡ địa hình nữa hả? Em không biết chứ tình hình là nãy giờ mình mới có 4 con nha. Ơi gì? Mà cũng chọn mà. Sao Nguyễn không ngâm Nguyễn? Sao Nguyễn không ngâm một chút? Trời ơi, trời ơi, súng rồi, súng cái sạc rồi bạn ơi. Quá trời ơi. Quá ngon rồi. Hai. Oh yeah, oh yeah. Trời ơi, cái con nào lấy không? Hai Vũ lẹo quăng lại nữa. Trời ơi, động đi rồi. Không, còn rồi chứ. Trời ơi. Trời, chúng mày cái sạc ngon quá. Cái sạc đúng rồi, cái sạc thiệt chơi. Quá ngon rồi. Mới đầu chai rồi, bỏ đâu chai. Trời, nhờ con Sáu hai đầu chai đó. Ừ, có cái linh nữa nè. Cái linh. Trời, cái linh đó chứ không ngon, bà mấy cái sạc mày đâu. Hú hổ hú dí luôn á. Ô, cái sạc này con nào nấy ghê thiệt. Tưởng thất bại ai ngờ khúc sau chúng một bài cái sạc. Bạn chạy thì cười lên coi. Bật cái nón rồi thấy cái mặt coi. Này là mới vô đi sáng. Bạn tôi chạy vậy không đó. Cái linh. Một con hai con này thấy mình đủ bữa cơm này sao? Ôi con là bự. Con lâu kiến. Con lâu kiến kìa. Từ từ từ. Cá lâu kiến thấy hàm ha. Chà ná, chà ná. Cá lâu kiến là ở bà ná. Cái nhà quá trời đó. Ui. Quá ngon.
chỗ nào chưa? Bạn thấy chỗ nào được chưa? Lậu quăng nữa, quăng nữa đi, quăng cá nữa đi. Chỗ này ít hình nè. Đúng rồi, lại lậu đắng rồi. Hồi nãy biết sao không, kìa còn kìa, anh Nguyễn quăng xa ra ngoài đó một chút nữa. Anh nãy bị kẹt trong đây nè. Thiệt luôn, tin em đi, tin em đi, quăng đi. Tin em đi. Ra đó đó. Nè, nói đi. Không được. Quăng lại cho nó đi, trời ơi, tức quá. Bạn chạy sao dính rồi đó đi, tôi ra tôi lội ra. Quăng lại cho nó xa xa quá. Nghe gì không, nghe gì không. Bên này hả? Mình ngồi được không? Được. Cũng ngồi đi sao? Chỗ này nó bị ít, không có gãy lục bình nè. Thấy chưa, bây giờ có cá, chỗ nào gãy lục bình quá trời không có cá. Chăn cái đó cá ngất. Bảy cái sạch ngon vô. Gì đi không? Còn ngắt như vậy. Đã kéo đi. Không muốn gì vậy? Lấy đây nè, đặt chúng mình cho cộng muốn mà. Có không Út? Đó, có kìa. Còn nữa mà ít. Ít hơn nãy không? Có lục kiến luôn. À, cá lục kiến. Trời ơi, cá lục kiến bự đó thấy chưa. Hai này, hai ba con vậy nè. Đó, im rồi. Cũng hai cá lục kiến không lồn. Chỗ này tính ra sạch sẽ mà không có bị dính rễ mà còn có cá. Còn mới hai chỗ ngã quá trời. Dục vô bao luôn. Vô bao luôn cho sạch á. Trời trời, hai cá lưu kiến cho bá còn gì nữa. Như là mình đi. Chứ không nè, bá hàng chỉ là toàn cá du khi ba lớn không nè. Nó nuôi không mình nuôi bự. Làm sao mình ra đó được? À đó mình văng lưới được không ta? Qua cái lỗ bên đó, cái quăng cái lỗ đó coi có cá leo không. Cái gì? Cá leo. Sao sống nói gì vậy? Trời trời, kiếm cá lưu kiến ai còn chằng thân cá leo. Ai biết đâu leo. Một bảy cá sặc nữa đi. Trúng một bầy cá sặc giữa một rừng lục bình xanh lè, xanh lét. Chưa chị thấy dính nè hả? Có cá sặc nước vui. Con cá sặc hả? Con cá sặc hả? Kìa. Bốn năm cá sặc gì nè. Thấy con nói ngoài không?
bị mắc kẹt, chút nó bị mắc kẹt cái gì. Con còn lục kiến này nè. Cũng được mớ cá sặc. Cá sặc cơm. Cá sặc bướm này kìa, cá sặc liệt luôn, hai thứ luôn. Hai thứ cá sặc luôn. Lục kiến. Đâu? Trời ơi, bữa nay thay đổi địa hình liên tục, một chạy đồ địa hình nghe kìa. Chỗ này thì trống trơn luôn. Không có. Ủa Nguyễn, em nhớ ở đây hôm bữa dữ lắm rau muống mà ta. Ta cũng hết rồi. Hay là cá nặng hết trơn rau muống rồi đó. Cái sặc bự luôn nè, nhóc nè. Sặc này gì mất làm khô nữa rồi. Trời. Khô quý lắm rồi. Sặc bành bành không? Vì là nó lớn rồi đó bạn ơi. Này kìa đó anh nhớ không? Cách cả năm mình thả nó đó. Thì đó nó bằng ngón tay cái nha. Trời ơi, cái dù khi nó uống. Còn giò hả? Nó mềm luôn chặt. Cái này đủ cá luôn, cá lô phi rồi, có cá sạc, có cá lô kiến luôn. Cái kiến này sao nó đen dữ vậy ta? Nhỏ thả đi thôi. Thả cho nó bự đi. Cái đầu kiến mình không thả lên được. Cái đầu kiến càng còn bị tiêu diệt. Mình thay đổi địa hình nữa hay gì bạn? Thay đổi là một hồi là quay phim hơi bị mệt đó. Ủa không lên bà lên vô chả cho đi. Đi đi nó chạy theo đi. Tiếp tục đổi địa hình nữa. Đó. Bữa nay đổi địa hình nhiều quá, quay phim đói bụng luôn rồi. Rồi rồi. Vô cái cây. Điện lắm tim rồi kìa. Cây á. Nguyên cái cây thì rồi. Một ngày không may mắn. Nguyên cây luôn rồi hả?
chết luôn rồi. Chỗ này mà thấy cái nhánh nè. Nguyên cái đống trà. Nguyên cái đống trà. Gỡ lên. Gỡ này. Rồi, gỡ lên đi. Để em căng chỗ nào gỡ cho nó, gom từ từ đi. Cá chú ngoài gì bạn? Lấy cái cây chú đứng mà chú giữ thằng vậy. Hết chưa ạ? Chưa đâu, một đống này. Đó, cá phóng kìa. Giữ lắm cá, chăng cái đống trà hay gì vô. Nhìn người căng thẳng. Dở cũng không được đâu, nguyên cái cậy sao được. Kéo vô nó dính. Từ từ ông cầm đi. Đang đứng trên đống cây luôn. Lên trên đi quên, hay lặn gỡ mới được quên. Trong mé này có cây không? Luôn cái sạc nó bự. Đưa 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 cái vụ đây, cái từ từ hai người gỡ 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 lên. Nhấn nhấn lên bờ mình vũ chứ chứ. Rồi cá lô kiến. Thôi nghỉ không chài nữa Nguyễn ơi. Rồi. Không nghe không chài nữa. Tự nhiên nhìn thấy cái cây này thì nản quá. Vậy mà cá nhóc mà chơi mới ghê nè. Có cá không? Rồi cá thấy sợ luôn á. Ủa cá lô kiến quá trời. Cái sạc bự nè. Gỡ cái cây. Nguyên cái đúc trà. Ê giúp từ từ. Nguyên nó dính. Dắt hết nó có cái nút. Đó gỡ từ từ dắt vậy. Phải nói cho sạch. Mút cái ngày chăn đóng trà nè. Lặn chết luôn. Cái lô kiến. Cái lô kiến không? Cái lô kiến bụi. Mày không có lặn không? Vậy mà cái chài này nãy giờ là im nhất luôn á. Cá nhiều. Cá nhiều. Nhiều nhất luôn. Thích rồi ăn. Chụp chụp. Ồ rồi. Ủa. Phải hai chài muốn đầy cái bao. Đầy cây không cây cá.
cây nó chống vậy cái nó chìm đâu có sát đất vui vậy. Bự không ha, ngon, cá sặc cũng bự nữa. Kiếm ở đâu mình đông, kiếm cái vàng cái đống chài nữa mình giải nữa bà. Thôi à. Ngon lắm, cô kìa. Cái gì vậy? Cá bự. Chài ngay đó đống chài. Chết đắng rồi. Quất ngay đống chài lên mấy đồ bình. Em xin thu hồi lại lời nói nha. Mẹ nó không chài nữa, giờ chài nữa đi. Mẹ chưa thấy thành quả. Cái cá nó rất là ghê vậy. Chỉ cần cả nhà thấy cảnh khác là cả nhà biết anh Nguyễn đã đổi địa hình nha cả nhà. Bữa nay hả đi theo tới bến luôn. Đổi cảnh liên tục. Anh Nguyễn. Đổi cảnh liên tục. Dài một chút cũng đứng bụi khó là cá lô kiến, con cá linh. Em thấy đủ cá lô kiến ăn rồi đó. Hôm qua khi em chạy chạy nữa đây. Trả giá nữa, chiên cho anh Nguyện là chiên và trả giá luôn. Ảnh mà nói chài cuối cùng rồi là ít chịu cũng phải thêm hai chài nữa mới nghỉ cái nè. Lần nào cũng vậy luôn á. Để đi em lậu rồi nó. Cái này sao gỡ cá được hả? Đem lên đây nè, đem lên đây gỡ. Cá lâu kiến bự kìa cả nhà. Chưa đem lại. Cái bao để đằng kia. Em chưa kịp gỡ. Anh bị ngay bắt cá là phải dính nhiều, dính ít là anh không chịu. Bắt cá mà nhìn sắc mặt anh không bắt không có dính nhiều là cả nhà nhìn sắc mặt anh Nguyễn mới phiền, anh không vui.
Dạ, anh Nguyễn làm gì bác? Dướng còn. Dướng ở đám sậy. Anh hãy chốt đứng rồi nè, chốt mùi cỏ. Phải cỏ trước rồi. Nghe giật nước rồi. Sao chắc lửa. Sao chắc lửa vậy? Không vừa ý rồi đó. Giải cắn qua mé bển rồi đi nhìn. Thấy đứng nhắm rồi dữ lắm, nhắm cái chân gốc cây ha anh Nguyễn. Rồi giờ chịu nghỉ chưa? Nghỉ. Mệt. Đánh là gò nếu chịu nghỉ rồi trả giá thêm chạy lên nữa cho mệt thêm. Được hai cái cà phê phải không? Đó, cái cà phê. Nghe cái cà phê bằng tim. Ở đây sáu kìa. Rồi lên tổng kết thành quả. Đây luôn hả? Dễ chà bá thì bẻ luôn cái dễ của người ta đây mà. Úp chọn gốc cây. Rồi bây giờ mình kết thúc luôn cả nhà ơi. Bữa nay chạy dữ lắm, nhiều địa hình luôn mà cá nó trong đây nè. Cá lồng kiến với lại cá sặc bự bự không à. Mấy cá sặc này bự bự thì cả nhà cũng thấy rồi đó, nhiều lắm. Bắt bao luôn á. Cá sặc nằm ở dưới á. Giờ phút này được hai cá rô phi. Nói chung là cá sặc khủng với cá lồng kiến khủng. Xanh. Rồi bây giờ thằng cũng trễ rồi, 5 giờ rồi. Thằng kết thúc clip ở đây, chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ, hay gặp cả nhà vào clip ẩm thực. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Cá sặc khủng và cá lô kiến khủng sẽ làm món gì cả nhà đón xem nha.